chị nhận lời là vì là chương trình này thực sự rất là ý nghĩa, bởi vì là chương trình dành một món quà rất là đặc biệt để hỗ trợ người nghèo, cho nên là hầu như các nghệ sĩ ca sĩ đó, khi mà nhận được lời mời từ chương trình thì ai cũng đầy nhiệt huyết hết và ai cũng quyết tâm làm sao để mà mình có thể mà thắng được cái giải cao để mình giữ được số tiền lớn để ủng hộ và hỗ trợ cho người rất là cần thiết cái số tiền đó. Và bản thân Thảo thì thực sự bây giờ đang không biết về chương trình đang thử thách mình cái gì, và chương trình giấu kỹ quá nên là mình cũng hồi hộp lắm, vì là không biết là mình sẽ phải thử thách cái môn gì đây, nhưng mà mình sẽ cố gắng hết sức để mà có thể có được cái khoản tiền 30 triệu đồng để hỗ trợ người nghèo. Nếu mà không có là cũng hơi buồn đó, nhưng mà không biết làm sao. Mà ở bên Mỹ cho nên là Thảo chưa biết cách làm sao để mà thực hiện chương trình một cách tốt nhất, nhưng mà Thảo hy vọng rằng là cái sự yêu mến của khán giả và nụ cười, ánh mắt cũng như là ủng hộ của mọi người sẽ làm cho Thảo chiến thắng, cố gắng chiến thắng trong cái buổi ngày hôm nay. Thảo có tham gia vài game show trước cái show này rồi, nhưng mà mỗi game show có một cái kỷ niệm rất là đặc biệt, bởi vì là mỗi game show đều có cái sự nổi tiếng, có tiếng vang. Thảo chỉ nhận lời những cái game show nào mà thực sự là gây một sự chú ý rất là lớn và tạo tiếng vang với lại khán giả. Mình rất là chọn lọc để xuất hiện, và khi mình xuất hiện thì chắc chắn là chương trình đó thực sự là rất là đặc biệt và ý nghĩa. Vì là khi mà ở nước ngoài á, thì khi mà dịch bùng lên á, thì mình cũng tìm mọi cách để giữ sức khỏe bản thân mình, để mà có thể bảo vệ người thân, bảo vệ gia đình của mình. Và dĩ nhiên là thực hiện tất cả những yêu cầu về y tế cao nhất, để mà đến bây giờ thì cả gia đình của Thảo hiện tại đang có mặt tại Việt Nam. Cả nhà luôn đều đang có mặt tại Việt Nam, sức khỏe khoắn. Và khi trở về đây để tham dự những cái chương trình ở đây thì cảm thấy là bao nhiêu cái kỷ niệm ùa về, bởi vì rằng lâu lắm rồi mình mới được thực hiện và tham gia nghệ thuật. Cho nên là thấy vui lắm, và cả nhà về đây để đón Tết, một cái Tết thật sự rất là bình an, vui vẻ và đoàn viên. Còn Jackie nữa cũng đang trên đường tới đây nữa, coi như là cả gia đình luôn, mẹ của Thảo luôn, rồi cả nhà hiện tại đang có mặt tại Đà Lạt luôn, để mà tại vì ai cũng biết rằng chương trình này rất là ý nghĩa, cho nên cả nhà Thảo muốn xem thử coi là Thảo sẽ thực hiện thử thách như thế nào. Cho nên mình hồi hộp dễ sợ, chương trình không chịu cho mình biết là mình làm cái gì, tới giờ chưa biết là làm cái gì nữa, làm sao biết làm cái gì đây. Nếu mà Thảo mà chạy nửa chừng mà có đuối sức quá mà không giữ được cái số tiền 30 triệu đồng thì sẽ có anh này tiếp sức. Cho nên là mọi người cứ yên tâm đi, là Thảo sẽ chạy đến mức nào đó chạy. Rồi nếu mà Thảo mệt quá, Thảo đuối nửa chừng là anh Tom sẽ thể dục, nó sẽ chạy tiếp. Anh chạy chuyên nghiệp rồi, mà nhất là anh chưa thể thao mỗi ngày nữa. Cho nên là bây giờ chương trình mà đồng ý là coi như để anh Tom vô thế một cái là Thảo giữ được số tiền ngon lành cành đào luôn á, mà còn hỗ trợ nghèo nữa. Cái anh sao giống như anh Hoài Phương.